Anh em ơi, giới thiệu với anh em con 3T63 nha anh em. Con này bữa trước mình có đăng rồi nha. Quay sơ lược lại cho anh em coi. Máy nghe đĩa zin nha anh em, chưa xài nước mặn nha. Con này không có đĩa. Nắp lắp chưa bung nha anh em. 3T63. Tè chỗ xả nhớt dài á. Mình bung một tè ra, cắt hàng ngắn lại. Sợ như tình trạng anh em về gáp cho dàn cầu quay tới quay lui á, nó gãy chỗ xa nhớt đây, cắt ngắn hàng lại nghe anh em. Con này có cúp ha, giật nhẹ chạy ra, dầu nhớt đầy đủ rồi kéo nhẹ chạy nha anh em. Con này mình có vệ sinh chùi rửa rồi nha. Rồi để mình vô dầu test máy cho anh em coi tham khảo đây. Anh giật người test máy anh em. Dàn hơi còn tốt anh em. 3T63. Có là máy nghe điện anh em. Thì hôm nó chốc sơn cái này mình có sơn lại. Chỗ này một chỗ. Với phía sau nào sau nắp này một chỗ nghe anh em. Còn mấy chỗ khác là không có sơn lại. Quay bữa nay hơi tối nha anh em. Con này bán giá 4,5 triệu nghe anh em. Con này không có đề nghe anh em. Trộn này đủ cho anh em. Đây bơm trộn. Này đời có cúc anh em giật nhẹ chạy ha. Máy ghim. Anh em có mua liên hệ luôn. Địa chỉ mình ở Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Số điện thoại 0945 20 2041. Mình bán máy nghĩa địa. Máy cũ. Nhận làm nhà cầu inox đủ loại nghe anh em. Bên mình có bán vỏ hũ vui luôn, ship các tỉnh luôn nghe anh em. Đủ loại màu sắc và kích thước. Anh em có mua liên hệ luôn.